trả lời cái comment của bạn này nha. Chưa đặt chân vào cửa đạo, vua Lương Võ Đế hỏi Đạt Ma: từ khi trẫm đăng cơ đến nay, xây cầu đường, xây chùa, đúc tượng Phật vô số kẻ, vậy trẫm có công đức gì? Vậy trẫm có công đức gì không? Vậy ta ngộ ra cô Hằng không hơn vua Lương Võ Đế. Ý của ông là cô Hằng không có làm những cái việc công đức phước đức hơn vua Lương Võ Đế đó hả? Tôi nói cho ông nghe nha, ông hỏi cái câu này là ông quá dở rồi. Ông quá dở rồi. Ông nhìn đi, ông vua Lương Võ Đế là một vị vua. Vị vua mà đúc chuông, đổ tượng, xây chùa, đắp cầu. Ông lấy tiền ngân sách của nhà nước ra ông làm nha. Ông ăn no rồi, rồi ông mới lấy tiền đó. Ông thấy chắc ông cũng thấy tội quá cho nên ông mới lấy tiền đó ra. Ông mới phục vụ nhân dân. Còn cô Hằng á, là một người dân bình thường thôi. Cô Phương Hằng là một người dân bình thường thôi. Người ta làm công sức, mồ hôi, nước mắt, trí tuệ của người ta, người ta làm ra được tài sản đó, rồi bắt đầu người ta mới đi cống hiến lại cho nhân dân. Vậy thì cái một đồng của cô Hằng đó, làm sao mà ông đi so với vua Lương Võ Đế? Chấp vua Lương Võ Đế nha, chứ ông đừng có tưởng, bởi vì ông không có phân biệt được của công và của riêng như thế nào. Ông thấy chưa? Người ta là một người dân thường, người ta không quyên góp của ai. Người ta làm bằng chính mồ hôi công sức nước mắt của người ta ra, để người ta thương dân, người ta phục vụ nhân dân. Đây là Bồ Tát chứ còn gì nữa. Còn ông đi so với ông vua Lương Võ Đế. Bởi vậy tôi nói mọi người á, ai làm gì làm, nhưng mình phải có một cái nhìn chính trực. Mình phải trung thực với bản thân mình, thì đâu đó mình mới có nhìn được chính trực được. Nếu các bạn nhìn một cách thiên vị và lệch lạc, thì tôi nói các bạn nhìn không có ra vấn đề đâu. Nha các bạn nha.